Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bóng chuyền học sinh. Đây là kèo cái đội giữa cặp đôi bên đây là đội của Thái Diêu với lại Chùa các bạn. Còn cặp đôi bên kia thì Đen với lại Kháp nha. Có nghe bà ba. Bên kia là Đen sẽ ghi cho Kháp đội, còn bên đây Chùa sẽ ghi cho Thái Diêu đội các bạn. Và điểm số hiện tại là 1-0 nghiêng về bên Thái Diêu. Thêm chia con nghe bà ba. Bụng ra ngoài các bạn ơi. Tiếp tục là điểm dành cho Thái Diêu. 2-0. Tình huống không ý giữa Thái Diêu với lại Chùa rồi các bạn. Và điểm đã thuộc về bên cặp đôi của Kháp nha các bạn. Đây là Chùa khi cho Thái Diêu. Là Đen cặp tâm khi cho Kháp đặt công. Điểm số là 1-2. Điểm 1-2. Quá hay, chờ tình huống bóng vừa rồi của Thái Diêu các bạn. Tất kèo mới được. Bóng dứt điểm đến từ Thái Diêu. Điểm số là 3-1. Điểm 3-1. Số 2-3 đi về cho bên Kháp. Quá hay. 4-2 cho Thái Diêu bà. Thái Diêu. Làm như cá ké lên cái giật 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 kìa. 4 à. Đang 5 cây. Số là 4-2. Khi nào Long Hòa có kèo thì anh về nha. Mai Huyền. Huyền Mai gì đó. Đang 5. Của Thái Diêu. Xa máy ra đi kì. Ngồi đây cứ hoài. Không biết nó tạo nguyện rồi. Điểm số hiện tại là 5-2 về bên Thái Diêu mà. Điểm số 5-2 cho Thái Diêu nha. Bóng văn công. Quá hay sự tình huống của bóng vừa rồi của Chùa bà. Vô. Tiếp tục lại là Chùa của bóng cấp 2. Đúng theo bóng không được của Chùa mà. Sau pha đội bóng hỏng của Thái Diêu. Và điểm thuộc về cặp đôi của Kháp Đen. Điểm 3-5. Không được rồi. Tình huống nỗ lực của bóng không thành công của các bạn. Và điểm dành cho bên Thái Diêu. Điểm 6-3. Chơi từ đó nghỉ luôn hả Hiếu? Bóng vẫn còn nha. Quá hay rồi các bạn ơi. Vừa rồi Thái Diêu dùng nhật để đánh bóng các bạn. Quá cảm giác cho Thái Diêu. Thái Diêu nha. Ok Hiếu nha em. Khi nào rảnh thì chơi em ơi. Bye bye. Vô chỗ. Vẫn còn. Tiếp tục vẫn còn những gì. Khoảng công cho các bạn cầm đây. Không thành công rồi. Tiếp tục. Hay. Hay. Hay.
rất tiếc là tình huống vừa rồi Thái Diêu đội bóng ra ngoài các bạn. Điểm dành cho cặp đôi của Khắp Đen. Ngoài sân bây giờ điểm 47. Điểm 47. Thì ngày hôm nay lên hỏi coi cho Lan với Long Kỳ ra sao nào quý vị. Sau này quý vị thích quen thuộc không? Quá hay rồi. Rồi thấy Diêu mà. Bởi vì mà xử lý trên lưới quá tốt các bạn. Cảm giác. Mà điểm số hiện tại là 84 rồi. Một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh quý vị ơi. Nhớ đăng ký kênh các cái cho mình và các cái là tôi cùng các bạn. Để thêm nhiều cái hấp dẫn và biết thêm nhiều trận đấu. Sắp tới đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quá khó chịu các bạn ơi. Đúng xử lý vừa rồi là cú khắp đặc công. Tiếp tục và điểm như về cho Khắp 58. Trận đấu quấn 12 điểm tới nha. Và vừa rồi là pha dứt điểm tốt của Thái Diêu ạ. Nâng điểm số lên 9-5 rồi. Cách biệt 4 điểm dành cho cặp đôi của Thái Diêu và Chùa. Ngoài. Là bóng ngoài sân của Khắp. Như vậy là bóng ngoài các bạn. Ngoài sân. Điểm 10 năm. 10 năm. 10 năm các bạn. Thái Diêu. Quá hay. Là bóng đứng hình của Chùa và Thái Diêu. Điểm 60 không ạ? À, vừa rồi là tình huống phát bóng hỏng của Khắp. Điểm 11. 116. Giờ này còn quýnh 9m gì nữa Kim Kim ơi. Giờ này là 9m là tuyệt chủng như Khổng Lâm rồi. Không phải 9m ở đâu không rồi. Còn không. Đây là cú bóng thành công của Thái Diêu. Tiếp tục là điểm dành cho bên Khắp các bạn. Bến Tre ở đâu cũng được, Cà Mau cũng được, Chương Cái. 71. Lên trận đấu 12m đi, 9m cho nghỉ rồi. Tỷ số 71 như về cho Khắp đặc công. Không được rồi. Như vậy thì với pha bóng vừa rồi cũng kết thúc các bạn ơi. Phần thắng nó thuộc về bên cặp đội của Thái Diêu và Chùa các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thái Diêu thắng.